Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh thời gian công bố điểm chuẩn, kết quả trúng tuyển đại học năm 2023. Nhiều thí sinh bày tỏ sự hồi hộp, lo lắng và mong chờ điểm chuẩn từng giờ. Theo thông báo của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo nguyện vọng năm 2023, các mốc thời gian sẽ muộn hơn 2 ngày so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể, quy trình lọc ảo kết thúc 14 giờ ngày 22 tháng 8 và các trường công bố điểm chuẩn trước 17 giờ ngày 24 tháng 8. Em Trương Nguyễn Thu Hằng, cựu học sinh trường trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An cho biết Em cảm thấy khá bất ngờ và càng thêm lo lắng khi biết thông tin này Bởi em đã chờ đợi, mong mỏi từng ngày để biết được kết quả trúng tuyển cuối cùng Thu Hằng chia sẻ, em mong muốn trúng tuyển vào trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội Nhưng điểm thi của em chỉ cao hơn 0,5 so với điểm chuẩn năm ngoái Mỗi ngày trôi qua, em càng thêm lo lắng, cảm giác còn hồi hộp hơn thời gian ôn thi đại học Nữ sinh còn cho biết, việc bản thân hay tìm thông tin ở các hội nhóm để giải đáp thắc mắc và xem dự báo điểm chuẩn khiến em thường xuyên căng thẳng, lo âu, dẫn đến tình trạng mất ngủ. Cùng chung tâm trạng mong ngóng kết quả, Bạch Linh Nhi, cựu học sinh trường trung học phổ thông Hàn Thuyên Bắc Ninh cho biết, em và các thành viên trong gia đình cả tuần nay sống trong tình trạng đếm ngược từng ngày, chờ công bố kết quả xét tuyển. Linh Nhi nói, Em thích trường đại học kiến trúc Hà Nội, dù điểm số không được như kỳ vọng, nhưng em vẫn quyết tâm không thay đổi mục tiêu và chọn trường là nguyện vọng một để thỏa mãn niềm đam mê. Những ngày qua em đọc nhiều bài dự đoán điểm chuẩn năm nay của các chuyên gia, cộng với thời gian chờ đợi quá lâu nên tinh thần vô cùng ruột ruột, lo lắng, áp lực đè nặng và chỉ mong biết kết quả luôn. Linh Nhi bày tỏ sự hụt hẫng khi Bộ Giáo dục Đào tạo quyết định lùi thời gian công bố điểm chuẩn đại học năm 2023. Đồng thời, nữ sinh cũng cảm thấy an tâm hơn về kết quả vì hành động này của Bộ Giáo dục Đào tạo nhằm tăng độ chính xác và bảo vệ quyền lợi cho thí sinh. Việc công bố điểm chuẩn kết quả trúng tuyển chính thức và xác nhận nhập học của thí sinh cũng được điều chỉnh theo kế hoạch mới. Thay vì nhập học từ 22 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 6 tháng 9 như dự kiến ban đầu, thí sinh sẽ nhập học từ 24 tháng 8 đến trước 17 giờ ngày 8 tháng 9.